Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình phát sóng 24/11/2017. Tin Công Giáo khi nhận lời Chúa. Câu chuyện đó đây lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tìm kiếm thầm con. Ave, Ave, Maria. Muôn đời vẫn tìm kiếm thầm con. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Công Giáo hôm nay gồm có tác giả Bangladesh chuyển thể truyện Kinh Thánh thành thơ. Bà McCain nói, để nói lên đức tin, đối với tôi, các bài hát hay rất quan trọng. Jacob, em bé làm dân cư mạng xúc động đã qua đời. Cửa thánh tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô được tháo màn che. Chuyện xảy ra khi một linh hồn từ luyện ngục hiện về cùng cha Pio năm dấu. Giả Bangladesh chuyển thể truyện Kinh Thánh thành thơ. Cuốn sách nhằm khơi dậy niềm yêu thích và giúp các em hiểu rõ Kinh Thánh hơn. Một nhạc sĩ lỗi lạc người Công Giáo Bangladesh đã viết một cuốn sách chuyển thể truyện Kinh Thánh thành thơ giúp trẻ em Kitô giáo ham thích đọc và hiểu Kinh Thánh rõ hơn. Đức Hồng Y Patrick Rosario của Dhaka công bố cuốn sách có tựa đề Các câu chuyện lựa chọn từ Kinh Thánh ở thể thơ. Được viết bởi Bartolomeo Proteus Faha hôm 19 tháng 11 tại Dhaka. Cuốn sách tiếng Bengali dài 56 trang là bộ sưu tập gồm 25 câu chuyện từ Kinh Thánh ở thể thơ. Trẻ em thích vần điệu nên các em có thể dễ dàng nhớ các câu chuyện từ Kinh Thánh. Ý định của tôi là tạo cho các em cơ hội học hỏi và khơi dậy niềm yêu thích Kinh Thánh ngay từ nhỏ. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ hữu ích cho trẻ em ở trường cũng như ở nhà. Saha chia sẻ. Tiền thu nhập từ cuốn sách sẽ chuyển đến Pratibeshi Prakashani, nhà xuất bản và là chi nhánh phát hành của Trung tâm Truyền thông Kitô giáo của các giám mục Công giáo, ông cho biết. Cuốn sách này là công lao đóng góp mới nhất của Saha trong lĩnh vực văn học và âm nhạc Kitô giáo tại Bangladesh. Trong nhiều năm qua, ông đã sáng tác hơn 100 bài hát tôn giáo và có 45 bài được đưa vào Gitabuli tuyển tập bài hát. Sách thánh ca phổ biến trong thánh lễ tiếng Bengali được sử dụng rộng rãi trong phụng vụ. Bà McCain nói, để nói lên đức tin, đối với tôi, các bài hát hay rất quan trọng. Trong một lần đến Potsdam với các cộng đoàn Kitô, khi được hỏi về cách diễn tả và sống đức tin của mình, bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bài giảng và các bài hát hay. Bà cũng nhấn mạnh đến các hoạt động của người Kitô hữu bên cạnh những người khuyết tật. Khi còn nhỏ, tôi sống dưới chế độ Cộng hòa Dân chủ Đông Đức. Các Kitô hữu là những người duy nhất hành động cho những người khuyết tật. Tuần báo Kitô Sonta Sassen đã từng thuật lại cách bà sống và diễn tả đức tin của mình trong Chúa Giêsu Kitô trong lần bà viếng thăm một trung tâm lo cho người khuyết tật ở thành phố Potsdam. Bà Merkel giải thích vai trò nền tảng của các Kitô hữu trong các cơ quan mà người Đức gọi là các cơ sở gom lại. Tại các cơ quan này, người khuyết tật và không khuyết tật được săn sóc với các thiết bị phù hợp. Bà Angela Merkel vinh danh các cơ sở này, họ đã giúp cho những người mong manh được hội nhập vào thị trường việc làm, tìm lại được chỗ đứng của mình trong xã hội. Bà kể, khi còn nhỏ, bà ở nước Cộng hòa Dân chủ Đông Đức, chỉ các Kitô hữu là những người duy nhất cố gắng làm cho những người khuyết tật tinh thần được hội nhập qua các cơ sở tôn giáo của họ. Đối với tôi, các bài hát hay rất quan trọng. Nhân chuyến thăm này, các ký giả hỏi bà về cách bà thích sống đời sống đức tin của mình như thế nào. Bà nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các bài giảng và các bài hát hay. Bài giảng hay, các bài hát hay là rất quan trọng đối với tôi. Có thể đó là dấu ấn của một sự nhạy cảm đặc biệt Đức đối với nét đẹp phụng vụ. Đặc biệt thấy ở Đức Benedicto 16 và tất cả phong trào phụng vụ nảy sinh từ nước Đức chung quanh nhà thần học Romano Guardini. Các trao đổi này cho thấy có một tương quan rất dịu dàng trong các liên hệ giữa Kitô giáo
và các đại diện của chính quyền Đức, bà Angela Merkel cũng đã từng khuyên đồng bào của mình đừng ngại hát lên các bài hát đạo và người Âu Châu nên can đảm quay trở về với thánh lễ và đọc thánh kinh. Có thể đây là thái độ mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nên noi theo. Sắp đến đây, ông sẽ là kinh sĩ của đền thờ La Trang. Cửa thánh tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô được tháo màn che. Đây không phải là một nghi thức tượng trưng bên trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô, vì những nhân công đã tháo miếng bê tông bao trùm cửa thánh từ năm tháng 2000. Nghi lễ ngắn với lời cầu nguyện, các công nhân bắt đầu tháo dỡ tường cẩn thận. Họ kéo gạch ra ngoài và cuối cùng đã lấy đi một chiếc hộp có chứa vật lưu niệm từ năm tháng vừa qua. Hộp kẽm có chứa những tài liệu xác nhận việc đóng cửa thánh, một chứng thư bằng giấy da, một số gạch và một vài huy chương lưu niệm từ năm 2000. Nhưng có lẽ những thứ quan trọng nhất là những chìa khóa để mở cửa thánh. Đức Thánh Cha Francisco sẽ sử dụng những chìa khóa này vào ngày 8 tháng 12 trong một buổi lễ chính thức bắt đầu năm thánh từ bi. Chuyện xảy ra khi một linh hồn từ luyện ngục hiện về cùng cha Pio năm dấu. Khi ngài đang cầu nguyện thì bất ngờ thấy có người đàn ông hiện về. Cha Pio năm dấu vốn nổi danh về những kinh nghiệm thần bí trong lúc cầu nguyện, thường xuyên được tiếp xúc với cõi sau ngay khi còn tại thế. Một trong những kinh nghiệm ấy liên quan đến cuộc gặp gỡ với một linh hồn trong luyện ngục. Ngày kia trong lúc cầu nguyện một mình, lúc mở mắt ra, cha Pio thấy một người đàn ông đứng tuổi đang đứng đó. Ngài ngạc nhiên vì có một người khác trong căn phòng. Như ngài giải thích trong bản khai của mình, tôi không thể hiểu được bằng cách nào mà ông ấy lại có thể vào trong tu viện được, vì vào ban đêm các cửa đều bị khóa. Để làm rõ sự việc bí ẩn này, cha Pio hỏi người đàn ông là ai, ông muốn gì? Người đàn ông trả lời, thưa cha Pio, con là Pietro di Moro, con của ông Nicola, thường được gọi là Precoco. Con qua đời trong tu viện này vào ngày 18 tháng 9 năm 1908, tại phòng số 4, khi ấy tu viện chỉ là một căn nhà tồi tàn. Một đêm nọ, khi đang nằm trên giường, con đã thiếp ngủ mà miệng vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy. Nó bắt lửa vào tấm nệm, nên con bị thiêu chết, vì ngạt và phỏng. Con vẫn đang còn phải ở luyện ngục, con cần một thánh lễ để được thanh thỏa, giải thoát. Chúa đã cho con được hiện về mà cầu xin cha giúp. Cha Pio an ủi linh hồn khốn khổ, ngài bảo, hãy an tâm, sáng mai tôi sẽ cử hành thánh lễ cho ông được giải thoát. Người đàn ông biến mất và ngay ngày hôm sau, cha Pio điều tra và thấy đúng như lời kể, đúng là đã có một người đàn ông như thế, chết vào ngày đó năm 1908. Mọi chuyện được xác nhận là sự thật và cha Pio năm dấu đã dâng một thánh lễ cầu cho linh hồn người đàn ông ấy được giải thoát. Đây không phải là lần duy nhất các linh hồn ở luyện ngục hiện về xin cha Pio năm dấu cầu nguyện cho họ. Cha Pio bảo, các linh hồn người quá cố cũng hiện về quanh quất đầy lối vào của tu viện, như thể những người đang sống vậy. Nhiều lần các linh hồn xin được dâng lễ cầu nguyện cho họ, điều ấy tỏ ra rằng thánh lễ rất thiêng liêng mạnh thế, có thể giúp giảm bớt thời gian phải thanh luyện trong luyện ngục trước khi được lãnh nhận vinh quang thiên quốc. Jacob, em bé làm dân cư mạng xúc động, đã qua đời. Một tuần lễ sau khi mừng lễ Giáng sinh trước, gia đình em vừa loan báo em đã qua đời và cảm ơn mọi người đã cùng đi với em trong chuyến đi cuối cùng này, khi đã gửi cho em hàng chục ngàn tấm thiệp Giáng sinh. Em Jacob Thompson bị căn bệnh ung thư không chữa lành được. Em đã làm dân cư mạng trên toàn thế giới xúc động khi em xin họ gửi cho em nhiều thiệp nhất có thể nhân ngày Noel cuối cùng này của em. Vì căn bệnh của em quá nặng nên cha mẹ đã mừng lễ Giáng sinh với em vào ngày 11 tháng 11 vừa qua ở Bệnh viện Nhi đồng Barbara Bush, Scotland, nơi em được điều trị. Cha mẹ em đã chuẩn bị đủ cây thông, quà tặng và túi thiệp Giáng sinh, hơn 40.000 thư từ và thiệp từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, em Jacob qua đời khi mới 9 tuổi. Tin em qua đời được trang Facebook Jacob Thompson Journey đăng. Trong thời gian em bệnh, trang này đăng tin sức khỏe hàng ngày của em và đăng các thiệp Noel em nhận được.
trong mái nhà Chúa là sống miên man an bình, được mãi nỗi vui phục sinh, sống trong mối tình của Ngài, đời mãi êm nhẹ cầu ca, vút xa gieo niềm tin mới. Tình yêu vượt qua biên giới, Chúa ơi, năm tháng chào trời, đời con tựa nương nơi Chúa, tháng năm sẽ không tàn khô. Tình Chúa yêu thương đời dẫu xa rồi, cho dẫu xa rồi muôn trùng. Chúa ơi, tình yêu đỡ nâng, bước không ngại ngùng. Những ai kiếm tìm Chúa được thấy biết bao khó tàng, được nếm biết bao ủi an. Những ai mãi nhọc nhằn tìm thấy an nhàn nơi Cha, ách ta nhẹ nhàng êm an. Vượt qua biên giới, Chúa ơi, năm tháng chào trời, đời con tựa nương nơi Chúa, tháng năm sẽ không tàn khô. Tình Chúa yêu thương đời dẫu xa rồi, cho dẫu xa rồi muôn trùng. Chúa ơi, tình yêu đỡ nâng, kẻ chết sống lại. Luca chương 20 từ câu 27 đến câu 40. Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa thầy, thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Ước vọng trường sinh bất tử. Tần Thủy Hoàn, quyền uy tối cao trên cả đế quốc Trung Hoa mênh mông mà vẫn tham sống sợ chết. Ông truyền xây vạn lý trường thành dài hơn 5.000 km để bảo vệ đế chế, sai người đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Biết mình có kéo dài sự sống mấy, rồi cũng có lúc phải chết. Ông lo xây lăng tẩm cho mình như một cung điện nguy nga đồ sộ, lấy châu ngọc làm tinh tú, lấy thủy tinh làm sông ngân hà, lấy vàng bạc giác tường, chôn sống hàng trăm cung nữ để phục vụ ông ở kiếp sau. Chối bỏ sự sống đời sau bằng cách cố gắng kéo dài sự sống đời này, hay coi sự sống bên kia thế giới
cũng ăn ăn uống uống, cũng dựng vợ gả chồng, như ở thế giới này, đều phản ánh một cái nhìn bất cập về sự sống cả đời này lẫn đời sau. Lời Chúa dạy ta rằng, sự sống thay đổi chứ không mất đi, có sự sống đời sau nhưng không giống cuộc sống đời này, như người đời vẫn nghĩ. Đối với những ai được kêu gọi vào cuộc sống đời đời ấy, thì Thiên Chúa thế nào? Họ cũng sẽ nên như thế, vì Thiên Chúa là chủ của sự sống. Chúng ta biến nỗi sợ chết thành lòng ham sống một cách mãnh liệt, mà là sống cuộc sống đời đời với Chúa. Vì thế, dù đang phải bon chen với chuyện cơm áo gạo tiền, chúng ta quyết không để những sự đời này cản trở bước chân chúng ta trên con đường tiến về cõi sống vĩnh hằng. Chúa ơi, xin Chúa sống trong con, để con luôn sống cho Chúa. Phúc thay có lời Chúa, bừng sáng soi cho muôn người, được vững bước sang ngày mai. Những ai vẫn đợi chờ tình Chúa bao lời dịu êm, giữa đêm soi người đi tới. Tình yêu vượt qua biên giới, năm tháng chào trời, đời con đưa nương nơi Chúa, tháng năm sẽ không tàn thương. Tình Chúa yêu thương, tình Chúa yêu thương, đời sâu xa rồi cho dẫu xa rồi muôn trùng tình yêu. Chúa ơi, tình yêu đơn nâng bước không ngại ngùng. Tình Chúa yêu thương, tình Chúa yêu thương, đời dẫu xa rồi cho dẫu xa rồi luôn chung tin yêu. Chúa ơi, tình yêu đơn đơn bước không ngại Kính mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Câu chuyện đó đây. Trẻ sơ sinh tử vong hàng loạt ở Bắc Ninh là do nhiễm khuẩn, theo VOA Việt ngữ. Nhiễm khuẩn bệnh viện có thể là nguyên nhân khiến cho 4 trẻ sơ sinh tử vong đồng loạt ở tỉnh Bắc Ninh. Theo kết luận ban đầu của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Bắc Ninh được công bố vào chiều ngày 21 tháng 11, báo chí trong nước đưa tin, kết luận ban đầu của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự dựa trên kết quả giám định pháp y cũng cho thấy 4 trẻ tử vong là do sốc nhiễm khuẩn. Theo báo mạng VN Express, 4 trẻ sơ sinh này được cho đều là trẻ sinh non, yếu, nhẹ cân và mang bệnh bẩm sinh, đã tử vong vào sáng 20 tháng 11 tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, sau khi được chăm sóc trong lồng ấp và được cho thở máy. Vụ việc đã khiến Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải về Bắc Ninh thị sát tình hình và có buổi làm việc với giới hữu trách y tế của tỉnh này trong ngày 21 tháng 11. Một hội đồng chuyên môn bao gồm các bác sĩ nhi và sản khoa đầu ngành cùng với Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đã được thành lập để điều tra về vụ việc. Ngoài 4 trẻ đã tử vong, 7 trẻ khác ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cũng đã được xác định bị nhiễm trùng huyết và đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Ngay chiều tối 20 tháng 11, cùng với 4 trẻ khác cũng đang được điều trị tại bệnh viện này. Theo công bố của bà Tô Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, tại buổi họp báo chiều 21 tháng 11, thì 4 trẻ tử vong này đã nhiễm khuẩn sau 3 đến 5 ngày điều trị tại bệnh viện, và nguyên nhân nhiễm khuẩn sơ sinh có thể liên quan nhiễm khuẩn bệnh viện. Hiện kiếp trực trong ngày 20 tháng 11 đã bị Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đình chỉ để tường trình và phục vụ điều tra. Còn buồng cách ly bé sơ sinh tại đây cũng đã bị đóng cửa để khử khuẩn. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhìn nhận đây là một vụ việc bất bình thường, vì 4 trẻ sơ sinh chết trong cùng một ngày, cùng một khoa. Trao đổi với VOA, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người từng là giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, nói rằng nhiễm khuẩn bệnh viện cũng có thể có.
Ngoài những loại vi trùng thường xuyên có trong bệnh viện, trẻ non tháng là rất dễ nhiễm bệnh, dễ chết, bà giải thích. Có một thắc mắc là tại sao các bé cùng tử vong trong một buổi sáng? Cũng có khả năng là các cháu đã bị nhiễm trùng dài ngày rồi, nhưng không được điều trị đúng mức, đến mức các cháu yếu quá và bị chết cùng một lúc, bà nói thêm. Bà Phượng cũng nhận định rằng nếu xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn thì lỗi là ở bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa phải có trách nhiệm, bà nói. Có tai biến nghiêm trọng như vậy thì là lỗi hệ thống, chứ không phải lỗi cá nhân. Tuy nhiên bà cũng mong dư luận đừng quá khắt khe đối với những người làm ngành y ở Việt Nam. Đã làm trong ngành y khoa thì không ai muốn bệnh nhân mình bị tai biến, đây là điều mình phải thông cảm cho người làm trong ngành. Bà nói rằng bên Mỹ cũng có những sơ suất trong ngành y làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân. Bà nói thêm, xin dư luận đừng quá sức buộc tội những người làm trong ngành. Ngành y tế Việt Nam cũng phải nói là làm việc rất nặng nhọc. Cứ mỗi lần xảy ra tai biến như thế thì cả xã hội lên án. Nếu áp lực nặng nề quá thì chắc là ngành y ai cũng ngán ngẩm lắm, không dám vào. Bangkok, người Việt bắt cóc đồng hương, theo BBC. Trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 11, cảnh sát Bangkok thông báo vụ bắt giữ nghi phạm Lê Đức Lộc, 24 tuổi, cùng với khoản tiền 9.280 bạc, được cho là một phần của tiền chuộc. Thông cáo của cảnh sát Thái Lan cho hay, hôm 21 tháng 11, ông Trần Quốc Bảo bảo rằng vợ ông, bà Nguyễn Thị Linh, 32 tuổi, bị bắt cóc trong lúc đẩy xe bán trái cây tại Phayung Krungset ở Bangkok. Suối dại, kẻ bắt cóc gọi cho ông Bảo đòi tiền chuộc 1 triệu bạc, nếu không thì sẽ giết người vợ và ném xác dưới cầu ở khu Ramatam. Người chồng muốn thương lượng tiền chuộc còn 300.000 bạc, nhưng không được. Kẻ bắt cóc đòi ông Bảo chuyển trước 10.000 bạc vào một tài khoản của ngân hàng tại Thái Lan. Cảnh sát theo dõi việc rút tiền tại ATM và lần ra nơi ở của nghi phạm tại Samut Prakam. Khi bị bắt, nghi phạm Lê Đức Lộc khai ra một đồng phạm người Việt tên Phúc, người này hiện đang lẩn trốn. Bà Linh được ghi nhận bị trói tay chân, bịt miệng và bị bỏ đói trong phòng khách tại khách sạn ở tỉnh Samut Prakam và được giải cứu hôm 21 tháng 11. Hôm 23 tháng 11, trang cá nhân của một linh mục người Việt sống tại Bangkok chia sẻ lời của người tự nhận là vợ ông Lộc. Chồng tôi nghe lời xúi dại trong phút nông nổi nên đã đi nhận tiền giúp cho kẻ chủ mưu, nên sau đó bị bắt. Nhóm bắt giữ con tin này đã chạy về Việt Nam hết. Hiện giờ cảnh sát Thái Lan vẫn đang truy tìm những người đó. Chồng tôi là đồng phạm chứ không phải kẻ chủ mưu trong vụ này. Thêm một trường hợp tử vong tại đồn công an, theo RFA. Việt Nam có thêm một trường hợp được cho là người dân bị công an đánh chết trong thời gian tạm giữ. Truyền thông trong nước hôm 17 tháng 11 cho biết, vụ việc xảy ra ở xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, nói với báo giới rằng công an địa phương bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Nhân, sinh năm 1988, vì trên người có tàng trữ chất ma túy. Vào chiều ngày 16 tháng 11, và ông Nhân tử vong vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, với kết quả khám nghiệm tử thi là chết do nhồi máu cơ tim. Gia đình ông Nhân vào 2 giờ chiều ngày 17 tháng 11 được thông báo đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú Đông nhận xác người thân. Gia đình mang xác nạn nhân về chôn cất vì được cho biết người thân chết do tai biến. Tuy nhiên trong lúc tẩm liệm thì phát hiện có nhiều vết bầm tím ở lưng và các dấu tích bị còng xiết, bị chích điện. Ông Nguyễn Ngọc Tân, cha của nạn nhân Nguyễn Ngọc Nhân, đến công an huyện đề nghị trả lời các vết thương trên người của con trai. Tuy nhiên yêu cầu của ông Tân không được giải đáp. Gia đình làm đơn cầu cứu, làm rõ nguyên nhân gây tử vong cho người thân và công an tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ tiến hành điều tra. Hồi năm 2015, một báo cáo của Bộ Công an đưa ra số liệu từ năm 2011 đến năm 2014, có 226 người chết trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, nguyên nhân chủ yếu là do bệnh lý, do đối tượng tạm giữ, tạm giam tự sát. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền thế giới kêu gọi Việt Nam phải điều tra các trường hợp tử vong do bị công an dùng nhục hình tra tấn, cũng như phải chấm dứt tình trạng này theo Công ước Quốc tế chống tra tấn mà Việt Nam đã ký kết.
Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô hạn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin chung chiến. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Trả lời cho một thanh niên, ông hỏi được biết rõ về mình. Một cụ già nọ đã kể một câu chuyện như sau. Ngày nọ từ một đỉnh núi cao, người ta thấy ở một chân trời xa tắp có hai bóng đen ôm lấy nhau. Một em bé thơ ngây buộc miệng nói, hai bóng đen đó là ba với má đang ôm nhau. Một chàng thanh niên đang mơ mộng phát biểu, đó là hai tình nhân đang quấn quýt nhau. Người có tâm hồn cô đơn thì nhận xét, hẳn phải là hai người bạn gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Kẻ có lòng tham chỉ nghĩ đến tiền bạc thì lại quả quyết. Đây hẳn phải là hai thương gia vừa ký với nhau một giao kèo làm ăn. Một người đàn bà có quả tim triều mến thì thốt lên, đây là một người cha trở về từ chiến trận đang ôm lấy đứa con gái của mình. Một tên sát nhân đứng gần đó góp ý, đây phải là hai người đàn ông đấm đá vật lộn nhau trong một cuộc giao chiến một mất một còn. Một người đàn ông không mang gì đến những chuyện đang xảy ra xung quanh thì lên giọng gắt gỏng, ai mà biết được họ ôm nhau cắn xé nhau. Nhưng cuối cùng một vị thánh có quả tim chứa đầy Thiên Chúa mới mỉm cười giảng hòa, không có gì đẹp bằng hai người ôm nhau. Kể xong câu chuyện trên đây, cụ già kết luận, mỗi một tư tưởng của bạn để lộ bạn là ai. Bạn nên tự vấn lương tâm, xem thử bạn thường tự nghĩ đến những gì. Hơn bất cứ một bậc thầy nào, những tư tưởng của bạn có thể nói cho bạn biết bạn là ai. Quý vị và các bạn thân mến, người buồn cặn có vui đâu bao giờ. Chúng ta thường trích dẫn câu thơ này của cụ Nguyễn Du để nói lên hình ảnh của tư tưởng, của tâm cảnh đối với ngoại giới. Khi chúng ta vui, cảnh cũng vui lây, người cũng vui lây. Khi chúng ta buồn, cảnh cũng buồn và người cũng buồn lây. Khi chúng ta vui, chúng ta muốn cho mọi người cùng vui với chúng ta. Khi chúng ta buồn, chúng ta cảm thấy khó chịu khi người khác vui. Hãy chất đầy tâm hồn bằng những tư tưởng vui tươi, lạc quan. Đó là một trong những bí quyết để được hạnh phúc trên đời này. Riêng đối với người Kitô hữu chúng ta, bí quyết sống hạnh phúc của chúng ta chính là
trở thành đền thờ sống động của Chúa. Có Chúa ngự trị trong tâm hồn, chúng ta sẽ nhìn đời, nhìn người bằng chính cái nhìn của Ngài. Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt che vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Duyên thân ái tạm biệt. Này Chúa, xin cho tất cả chúng con biết đem ánh sáng và bình an của Chúa đến cho anh chị em mình. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Vì đời con tất cả là hồng ơn.